trả lời hơi hơi thai sản đâu. Để mua riêng gói riêng mà khai mà cái gói thai sản như là khó khó để được lắm đúng không chị? Không rõ phải như là trong vòng bao nhiêu ngày đâu, nếu mà mua gói thai sản riêng mua rời mua riêng ấy thì là nó là thời gian chờ nó là 270 ngày, tại vì là cái đấy nó là cái dự kiến của mình, dự kiến trước của mình ấy, kiểu như là cái sự kiện xảy ra là mình biết trước rồi nên nó có thời gian chờ. Vì là khi một khi mình đã có mục đích là chữa đẻ sinh em bé thì có phải là chữa trong quá trình ấy là 9 tháng 10 ngày thì nó tính là 270 ngày. Đấy là thời gian chờ. Tức là bắt buộc phải mua bắt trước khi chữa. Đúng rồi, bắt buộc trước phải mua trước. Thời gian chờ nó phải đủ 270 ngày, chứ nếu như mình mà không đủ 270 ngày mà mình mua cận hoặc là mình có rồi mình mới mua thì lại không được tính. Đấy nó kiểu như thế. Mua trước như thế. Mua trước chẳng hạn là bây giờ mình mới có kế hoạch thôi, mình chưa có thì mình mua được. Nhưng ví dụ mình mà đã có rồi mình mua thì thời gian chờ của nó phải đủ 270 ngày thì cái lúc đấy là có phải mà cứ quá ví dụ như là mình năm nay mình mua nhưng sang năm mình có không được đấy. Được không thoải mái. Thoải mái mình mua được mà. Thời gian chờ chỉ 270 ngày thôi, mình cứ mua mình mua cần lúc nào có thì lúc nào có được hưởng, còn lúc có thì thôi. Hiện trước 270 ngày thì không được tính, nhưng ngoài 270 ngày ra thì là được tính. Trước 9 tháng tính là 9 tháng. Để em Ninh à? Vâng, à không Dương. Dương. À Dương. 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 Dương mà làm lâu năm kỳ kỳ. Ừ. Kỳ kỳ. Dương này là từ cái thời mà văn phòng còn ở trên tòa hát OMC. Từ thời chị Thơ bắt đầu vào là Dương đã làm rồi. Mấy năm? 8-9 năm. 8 năm. Bạn đấy là từ lâu phết. Nên còn thường rồi như bạn mới đẻ, vẫn nghỉ đúng không? Mới đi làm nào. Còn một Dương trẻ trẻ nữa hả? Vâng. Dương đấy thì trước cũng là thư ký Dương đúng rồi.